Một chiếc kiệu tên là Chandra Prab đã được chuẩn bị cho việc xuất gia cao quý của Ngài. Lúc nào đó vào buổi chiều, Panraman đi từ cung điện bước ra và leo lên kiệu. Quý vị biết cái to nhỏ mà người ta khiêng người trong đó thời xưa lâu lắm rồi. Một số người giàu hoặc hoàng tộc, họ đi kiệu, họ không đi bộ. Tôi cũng vậy, tôi không đi bộ. Với mấy loại giày này, tôi chỉ đi bộ một chút thôi. Đoàn diễu hành với chiếc kiệu đi đến vườn Sakhan tại phía đông bắc của Krishnayakun. Chiếc kiệu được đặt gần một cây vô u. Cây vô u không liên quan gì đến A Dục Vương, một trong những tín đồ mộ đạo nhiệt thành nhất của Phật giáo. Bà ông được ghi công là đã truyền bá Phật giáo khắp nơi. Đó là một cây vô u, A Dục Vương là khác. Tôi không nghĩ cây này là của A Dục Vương, chỉ là tên cây. Tưởng tượng ông vua có tên như cây. Vardhaman từ kiệu bước xuống, hàng ngàn ánh mắt nhìn chăm chú vào hoàng tử. Kim thân của ngài được điểm tô với một trang phục đẹp đẽ và đồ trang sức lấp lánh. Khoảnh khắc tiếp theo, ngài cởi bỏ tất cả đồ trang sức cũng như trang phục của ngài. Không còn gì sót lại trên thân thể của ngài. Thứ che thân duy nhất là một miếng vải vắt ngang qua vai ngài, được Indra chu cấp. Indra cúng dường ngài một trang phục này. Thần Indra là thần mưa, vị thần mà đang khiến cho cái gì đó nhỏ giọt từ trên mái che của chúng ta, những giọt nước mưa. Cảm ơn thần. Trước khi ngài từ bỏ lối sống hoàng gia, ngài đã phải nhịn ăn 2 ngày. Đó là một nghi thức để tẩy trần chính mình, tịnh hóa linh hồn, thân, tâm trước khi xuất gia. Quý vị đã thử chưa? Quý vị có ai thử nhịn ăn 2 ngày, 3 ngày chưa? Dạ rồi. Các tu sĩ thì làm được. Quý vị thì nhịn bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? 2 ngày. Ngày thứ hai là tệ nhất, nhưng nếu tiếp tục, quý vị có thể nhịn lâu hơn. Ngày thứ nhất không đến nỗi nào. Ý chí của quý vị vẫn còn mạnh mẽ, sự quyết tâm của quý vị không có gì ngăn được. Ngày thứ hai là phần tệ nhất. Đó là nói từ kinh nghiệm của tôi, nhưng vẫn vượt qua ngày thứ hai. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Tôi từng nhịn ăn, đôi khi tôi vài tuần, và tôi kể quý vị nghe có lần tôi như người sống bằng không khí. Tôi ngừng ăn chỉ như vậy thôi, không chuẩn bị không gì cả, và lúc đó tôi không cảm thấy đói hoặc cảm thấy gì. Một lần khác tôi lại nhịn ăn nhưng không cảm thấy đói hoặc muốn ăn hay gì hết. Và tôi thử chính mình bằng cách đi tới tiệm ăn rất đông khách, nơi có những món tôi rất thích được bày biện suốt ngày. Tôi ngồi đó gọi thức uống gì đó nhưng không uống, gọi món gì đó nhưng nhìn thôi, để xem cơ thể và đầu óc phản ứng như thế nào. Không có gì xảy ra. Nếu quý vị quyết tâm làm gì đó thì sẽ không thất bại. Nhưng nếu chỉ ngẫu hứng hoặc không có mục đích hay không có mục tiêu thì quý vị sẽ thất bại rất nhanh. Sao chúng ta nói về điều đó nhỉ? Làm quý vị đói bụng gần đến giờ cơm chiều mà tôi còn nói về thức ăn, ác thiệt, xin lỗi nha. Tối qua họ dọn thức ăn khổ hạnh như thế, rất nhiều. Chắc hẳn Đế Thích Thiên cám dỗ tôi bởi vì tôi mới đọc truyện khổ hạnh mà không có thức ăn này nọ rồi. Tôi chỉ đến nhà bếp và thế là chao ôi. Đó là một bữa tiệc thịnh soạn như hoàng đế. Ai cũng bận rộn, cung phụng tôi, món này món kia. Tôi đưa cho các đồng tu quý vị và rồi nhà bếp còn mang tới. Nhiều hơn càng lúc càng ngon hơn. Áp lực của sự cám dỗ càng lúc càng gia tăng, nên tôi chịu thua. Tôi kệ cũng rất tốt.
Thảo nào tất cả quý vị đều muốn theo tôi. Ngày nào cũng như thế đó, ăn cùng với nhau lại càng ngon hơn. Sau khi hoàng tử nhịn ăn 2 ngày, và rồi ngài bắt đầu xuất gia, cho nên theo truyền thống, trước tiên ngài lên kiệu, loại xe sang trọng này, khiêng bởi những người hầu. Kiệu được trang trí đẹp đẽ, chính ngài cũng được tô điểm huy hoàng nhất. Thật ra, đó là xả bỏ thật sự. Vì nếu quý vị không có gì để xả bỏ, thì xả bỏ để làm gì? Quý vị xả bỏ cái gì cũng giống như người nghèo thôi. Cũng giống như người nghèo nói, tôi không cần tiền, bởi vì họ không có gì hết. Và sau đó, ngài từ kiệu bước xuống và cởi bỏ trang phục của mình trước hàng ngàn người chứng kiến. Bởi vì mọi người cần phải biết, vì ngài là hoàng tử, nên tất cả dân chúng đều biết về buổi nghi lễ này. Vì vậy tất cả họ đều bao quanh ngài và nhìn ngài. Trước mắt hàng ngàn người chứng kiến, ngài cởi bỏ tất cả đồ xa hoa, trang sức và ngay cả trang phục của ngài. Ngài chỉ còn một mảnh vải mà thần Indra cúng dường ngài. Quý vị hẳn thắc mắc, làm sao thần Indra, thần trên thiên đàng, lại có thể tặng một mảnh vải cho một người phàm thời đó? Người phàm như hoàng tử Vardhaman, ai biết bằng cách nào, làm sao một vị thần có thể làm được? Không mà, trời ơi, quý vị lúc nào cũng giả bộ không biết, để tôi cảm thấy thích thú. Dù sao cũng cảm ơn quý vị. Vị thần này có thể hóa thân, ông có thể hiện ra như một người phàm, bởi vì các vị thần này, họ hóa thân nhiều lần. Sao quý vị lại không nhớ ha? Họ hóa thân vào cõi giới vật chất như người phàm, hoặc bất cứ loài vật nào, hoặc chim, bất cứ gì, hoặc để khảo, hoặc để khen, hoặc để cho quý vị cái gì đó. Quý vị quên rồi à? Thần Indra, có nhớ ông ấy đến trường của hoàng tử Vardhaman khi ngài 8 tuổi và khảo ngài trong hình dạng của một người Bà La Môn già. Khảo thầy giáo và thầy giáo không trả lời được, và rồi đến Brahman trả lời ông. Rồi một lần khác, có nhớ vị thần xuất hiện trong một hình dáng con rắn, và sau đó là người khổng lồ cõng cậu bé hoàng tử 8 tuổi. Nhớ chưa? Họ có thể làm vậy. Họ có thể cho quý vị bất cứ gì ở trần gian này nếu quý vị muốn. Nếu làm họ vui lòng, quý vị có thể giàu có thể có danh tiếng, có thể có thần thông, có thể bất cứ gì nếu quý vị lễ bái họ, tôn thờ họ. Nhưng nếu muốn thành Phật, thì quý vị là kẻ thù của họ. Tối thiểu trong một thời gian cho đến khi họ khảo quý vị, và đảm bảo rằng quý vị không muốn thành thần và cướp ngai vàng của họ. Tưởng tượng coi thần mà nghĩ như vậy, và ganh tị, tham luyến như thế đó. Còn người phàm chúng ta thì sao? Thì họ luôn luôn chỉ trích, lên án chúng ta, nói các ngươi tham lam, ham muốn vật chất, lạc thú và đủ thứ. Còn họ thì sao? Họ cao cấp hơn, chà rất cao, thậm chí là vua của các vị thần, muốn gì có nấy, và thậm chí có thể hóa ra nhiều thứ do công đức từ những tiền kiếp mà họ có. Lực lượng như vậy, họ có thể xây một cung điện trong nháy mắt. Họ có thể cho quý vị tất cả châu báu trên thế gian. Họ có thể sắp xếp cho quý vị làm vua cai trị cả địa cầu. Họ có thể làm nhiều thứ cho mình, nhưng vẫn vô cùng ghen tị với tu sĩ khổ hạnh đáng thương, ngồi một mình trong rừng, không làm hại gì đến ai. Cho dù nhà tu khổ hạnh này muốn thành thần trên thiên đàng nhờ sự tu hành thì có sao đâu. Rất nhiều thiên đàng mà. Trong nhà cha ta có nhiều dinh thự, Chúa Giê-xu nói như vậy. Cho nên nếu ngài thành thần, ngài không cần phải chiếm ngôi vị của Đế Thích Thiên hoặc bất cứ thần khác nào. Ngài có thể có vương quốc riêng. Nhưng tôi không hiểu nổi,
Mấy vị thần nhỏ này, họ cai trị toàn thể nhiều thiên đàng, cai trị nhiều vị thần, có rất nhiều nàng tiên xinh đẹp, nhiều thân thần xung quanh họ, có đủ thứ tất cả quyền lực trong tam giới mà vẫn ngớ ngẩn như vậy. Chúng ta hẳn nghĩ là thiên đàng, các loại thiên đàng thấp hơn, dĩ nhiên không phải thiên đàng cao đẳng, không phải thiên đàng cao đẳng hơn như thiên đàng thứ năm hoặc thiên đàng cảnh giới thứ tư hoặc cao hơn cảnh giới thứ năm thì khác. Nhưng tuy nhiên là thần, quý vị nghĩ họ sẽ hành xử đàng hoàng hơn chứ nhỉ? Xin lỗi, đôi khi lời thật mất lòng. Nếu quý vị biết hãy cư xử tử tế, ông là thần, ông là các vị thần, tôi không ngại, tôi nói thật. Và rồi họ sẽ trừng phạt chúng ta nếu mình muốn gì đó, hoặc nếu muốn giàu có, hoặc danh tiếng hay địa vị trong xã hội, thì họ cũng sẽ xem thường chúng ta, nghĩ rằng chúng ta không phải là người tốt. Thế rồi họ làm những điều tương tự còn tệ hơn, thậm chí trừng phạt những ai mà họ cảm thấy bị đe dọa tới địa vị làm thần của họ. Thật buồn cười. Tôi đọc nhiều chuyện của Phật giáo cũng tương tự, luôn luôn là thần xuống trần gây rắc rối. Quý vị thấy, cho đến bây giờ đã có vài vị thần xuống trần làm phiền hoàng tử Vandaraman, ngay cả khi ngài mới chỉ là một em nhỏ xấu hổ thay. Thôi, chúng ta bỏ qua cho ông. Bây giờ, sau khi cởi bỏ tất cả đồ trang sức và trang phục, rồi để lại mảnh vải duy nhất mà thần Indra tặng ngài, thần Indra xuống trần vì tôn kính và cúng dường ngài. Mảnh vải thượng giới này, nó khác miếng vải đó, tỏa ra ánh sáng muôn hương, sáng rực, chứ không phải vải này, không phải làm bằng cô tông. Mặc dù quý vị nói, tôi trông đẹp trong bộ y phục này, nhưng trang phục của ngài, mặc dù không phải là từ hoàng gia, mà là từ thượng giới rất đẹp, tương tự như áo cà sa được ban cho ngài lục tổ Huệ Năng, mà được truyền từ dòng dõi lâu đời của các vị minh sư. Có một từ trường khác, so với trang phục bình thường, so với áo thầy tu bình thường, nghĩa là áo cà sa. Thành ra sau khi ngài lục tổ Huệ Năng có trang phục này, nhiều người muốn sát hại ngài để đoạt lấy nó, muốn đoạt lấy. Và thậm chí họ là nhà sư, nói quý vị biết tin hay không tùy, kiểu sư gì không biết nữa. Sau khi cởi bỏ trang phục, ngài chỉ có một mảnh vải để che thân. Hoàng tử Vandaraman giật nhổ tóc của ngài 5 lần bằng nắm tay mạnh mẽ. Tôi đoán nghi thức vào thời đó, quý vị phải giật tóc của chính mình. Ngài đáng lẽ nên đến gặp Đức Phật, và rồi Đức Phật sẽ làm cho tóc rụng một cách tự nhiên, hoặc cạo tóc cho ngài. Nhưng tôi đoán đó là một nghi thức. Ngài phải làm việc đó đau đớn, chỉ để biểu lộ sức chịu đựng của một người muốn xuất gia vào thời đó. Và ngài đã quyết tâm, nên ngài giật nhổ tóc của mình bằng mấy nắm tay mạnh mẽ, nắm tay của chính ngài. Tưởng tượng coi, ngài là một hoàng tử rất mạnh mẽ. Ngài thậm chí còn bắt được rắn hổ mang lớn và ném nó ra xa. Và ngài đấm gã khổng lồ khi mới 8 tuổi. Tưởng tượng xem, bây giờ ngài 30 tuổi. Tưởng tượng coi, ngài đã mạnh mẽ hơn chừng nào. Và ngài giật tóc của mình 5 lần, giật hết tóc thay vì cạo. Rồi thần Indra có mặt lúc đó, gom trang phục, đồ trang sức và tóc của ngài, và cho tất cả vào bình bằng vàng. Thần Indra làm gì ở đây mà gom đồ của con người? Nhưng mấy thứ đó rất quý báu, đó là lý do. Nào, sau việc này, ngài thốt lên với giọng vang rền, Nam Mô Siddhanam, nghĩa là kính chào hoặc cúi chào chư Siddha, nghĩa là các linh hồn giải thoát, nghĩa là kính chào tất cả minh sư hoặc cúi chào tất cả minh sư, hay chư thánh giống nhau, chư thánh giải thoát. Rồi hoàng tử lập nguyện sống khổ hạnh. Bây giờ ngài đã chính thức trở thành tu sĩ khổ hạnh.
Ngài nói nữa, tôi nguyện tu tâm trầm tĩnh suốt đời và từ bỏ tất cả các hành vi cố ý phạm tội. Sau khi nói vậy, Đức Mahavira Swami nhận lời nguyện khổ hạnh nghiêm ngặt rồi phát tâm. Trong cuộc đời khổ hạnh, tôi sẽ giữ tâm bình thản trong mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh. Có nghĩa là Ngài sẽ luôn luôn bình an và thanh thản. Ngài sẽ không chống lại, hoặc Ngài sẽ không phàn nàn, hay Ngài sẽ không thay đổi, không làm bất cứ gì, bất kể có gì xảy ra cho Ngài, Ngài sẽ vẫn thanh thản. Đó có nghĩa là vậy. Ngài tiếp tục, tôi sẽ chịu đựng tất cả phiền não hoặc khó khăn gây ra bởi con người, thần, ma quỷ hay thú vật đều như nhau. Bất kể đáng sợ như thế nào, khi nào chưa đạt toàn trí, tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường lát lửa thanh tịnh với những bước không nao núng và vững chắc. Ngài lập lời nguyện như vậy, một làn sóng tôn kính bắt đầu và hàng ngàn cái đầu cúi xuống kính trọng và hàng ngàn giọng nói đồng thanh thốt lên thắng lợi đến với Sraman Mahavira. Đây là một danh hiệu cho tu sĩ bây giờ. Bây giờ Ngài là Sraman Mahavira hoặc là Swami như nhau. Sau lời nguyện khổ hạnh, Mahasraman có nghĩa là Đại Swami, Đại Sư. Giờ đây họ gọi Ngài đã chứng đắc Manapaya Snan, cho phép Ngài nhận thức được cảm xúc và tư tưởng của mọi chúng sinh. Bây giờ, Ngài có lực lượng siêu linh nào đó, cũng giống như Tha Tâm Thông trong Phật giáo cũng như vậy. Khi các tỳ kheo tu hành với Đức Phật, một số họ có loại lực lượng này. Nếu tu hành giỏi, quý vị cũng có thể có nhiều lực lượng khác. Ngày nay khó khăn hơn bởi vì chúng ta quá bận rộn, quá ô nhiễm, quá thiếu thời gian, quá thiếu bình tĩnh, quá thiếu kiên nhẫn, quá thiếu quyết tâm để làm mọi việc. So với thời xưa, thôi không sao, pháp môn Quán Âm từ từ, từng bước chúng ta sẽ về nhà. Tâm Ngài tràn đầy lòng từ bi và thanh thản. Khuôn mặt Ngài rạng rỡ với một nụ cười thanh thoát. Tại sao Ngài cảm thấy từ bi sau khi có lực lượng này? Bởi vì Ngài có thể cảm nhận những gì con người hay mọi người xung quanh Ngài hoặc trên thế gian buồn rầu, đau đớn, thất vọng, rắc rối, bất lực, đau khổ của họ. Thành ra Ngài thương xót họ. Các vị minh sư đều có lòng thương xót này, chỉ là đôi khi các ngài phải đóng nó lại, bằng không các ngài không thể tiếp tục làm công việc của mình. Lòng cảm thông mà các ngài dành cho mọi chúng sinh sẽ làm các ngài suy sụp về mặt tinh thần, cảm xúc, tâm linh cũng như thân thể. Không ai có thể thực sự hoạt động an ổn ở cõi thế gian này, cho dù tâm linh mạnh mẽ thế nào, nếu người đó liên tục mở khả năng này, lực lượng siêu linh mà nghe được tất cả đau khổ trên thế gian. Quan Âm Bồ Tát, Ngài nghe họ, những lời cầu khẩn của họ, nhưng chỉ khi nào cần thiết, chỉ khi nào họ tuyệt vọng, và duy nhất vì người đó hay những người nào đó thôi, chứ không phải lúc nào. Ngài cũng nghe tất cả đau khổ trên thế gian, bởi vì như vậy sẽ là quá mức ngay cả đối với một vị Phật. Nào, Ngài bước đi mạnh mẽ, vững chãi, tiến về phía khu rừng, mà không hề quay lại hoặc do dự. Bây giờ Ngài đi vào rừng để quán tưởng. Bỗng nhiên, có một tiếng gọi yếu ớt từ phía sau, tiếng gọi của một con tim đầy đau đớn, cũng làm chậm lại những bước chân của Masarama.
Bởi vì tiếng gọi quá thảm thương, một giọng nói cầu cứu, đến nỗi Ngài bước chậm lại. Bình thường, Ngài không muốn đi chậm, Ngài cương quyết đi vào rừng. Nhưng lúc đó có một giọng nói rất yếu ớt và thảm thương, cầu cứu phía sau Ngài nên Ngài đi chậm lại. Rồi một người Bà La Môn gầy gò và yếu ớt, chống gậy đi thoăn thoắt, đến ngã dưới chân của Mahasraman. Mắt ông đẫm lệ và khuôn mặt đáng thương của ông biểu lộ nỗi đau đớn. Ông khúng núm thốt lên: Lạy hoàng tử Vandaman, xin làm ơn giải thoát cho tôi. Xin ban cho tôi cái gì đó, xin xóa bỏ cái nghèo cho tôi. Sraman Mahavir nhận ra ông lão này là Somsama của xứ Brahman Kun. Trước đây lâu rồi, ông từng đến triều đình của vua Siddhartha, nhà vua nhân đức, dành cho ông mọi sự giúp đỡ bằng cách bố thí bất cứ gì ông cần. Thời đó ông ấy rất vui, nhưng sau khi nhà vua chết, không ai thấy ông lão nữa. Somsama nói: Thưa hoàng tử, sau khi thầy tôi là vua Siddhartha Băng Hà, tôi lang thang khắp nơi, từ xứ này sang xứ khác. Tôi đi tới đâu, vận rủi cũng theo tôi. Sau 2 năm lang thang trong vô vọng, tôi đã trở về nhà sáng nay. Khi trở về, người nhà báo cho tôi biết về việc bố thí nguyên năm của Ngài. Mọi người đều có thứ họ muốn, nhưng tôi người xấu số không có gì từ đôi bàn tay nhân đức của Ngài. Thưa hoàng tử, ngay khi về đến nhà, tôi được biết rằng Ngài xả bỏ mọi thứ và mới trở thành nhà tu khổ hạnh hôm nay thôi. Thưa hoàng tử, Vandaman, xin thương xót kẻ khốn cùng đáng thương này, xin xóa bỏ cái nghèo cho tôi với đôi bàn tay nhân đức của Ngài. Điều này không thể làm được. Hoàng tử đã xả bỏ hết mọi thứ rồi, Ngài chỉ còn một mảnh vải duy nhất trên mình, làm sao có thể nhẫn tâm đến nài xin như vậy? Thật sự không thể nào hiểu được con người. Và ông ấy là người Bà La Môn, thậm chí có gia đình, còn có thể đi làm việc gì đó để kiếm sống, mà vẫn phải làm phiền người khác như vậy. Ngài đã xuất gia không có gì cả, và ông Bà La Môn vẫn đến làm phiền Ngài. Những loại người này, người Bà La Môn lẽ ra là giai cấp cao thượng nhất ở Ấn Độ thời đó và bây giờ vẫn vậy. Tại một số vùng ở Ấn Độ, lẽ ra phải là thông thái nhất, cao thượng nhất, một giai cấp mà thậm chí quý vị không thể đối đãi không tử tế hoặc phỉ báng bất cứ gì hết. Họ được tôn trọng như những giáo sĩ cao cấp, mà ông hành xử như vậy. Tưởng tượng coi, Đức Mahavir đầy lòng từ bi, nhưng hôm nay Ngài không còn gì để tặng nữa. Bỗng nhiên, Ngài nghĩ về mảnh vải thần thánh trên vai Ngài, nên Ngài xé nó ra làm 2 phần và đưa 1 nửa cho ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn tràn ngập niềm vui. Vui kiểu gì vậy? Cướp của một người đã xuất gia và không còn gì trên thân nữa mà vẫn cảm thấy vui, lại còn là người Bà La Môn này nọ. Rồi người Bà La Môn đem miếng vải này tới thợ vá quần áo và hỏi về giá trị của nó. Thợ vá quần áo nói: Này ông Bà La Môn, làm sao ông có được mảnh vải thần thánh này? Hay vậy, nó chỉ là một phần của mảnh vải. Nếu ông cũng có thể mang phần còn lại tới, tôi sẽ vá nó lại thành hình dạng ban đầu, và ông có thể bán nó với giá 10 vạn đồng tiền vàng. Ông Bà La Môn tham lam chạy trở lại tìm Đức Mahavir, và Ngài đi tới đâu,
Ông cũng đi theo tới đó. Bà La Môn gì chán quá. Sau khoảng một năm, một ngày nọ, mảnh vải thần thánh còn lại rơi khỏi vai Đức Mahavir. Tên Somsama nhặt lên, chạy đi nhờ vả lại và bán nó cho vua Nandivahan với giá 10 vạn đồng tiền vàng. Nào bỏ mặc thân thể, Đức Mahavir khổ hạnh đáng kính, chỉ một mình tọa thiền ở nơi trú ẩn thanh tịnh và đi lang thang trong sự chế phục nhân ái, tránh ảnh hưởng tội lỗi, sống trong sạch, kiên nhẫn, không còn đam mê và mãn nguyện, tu tập chế phục, thận trọng, dáng điệu và hành vi của người tu hành, đi trên con đường của Niết Bàn và giải thoát, đó là thành quả và phẩm hạnh tốt. Sống như vậy, Ngài bình thản, chịu đựng nhẫn nại, kiên định và chịu đựng mọi tai họa nảy sinh từ lực lượng thần thánh, con người và loài vật, rồi tâm trí tĩnh lặng và không ưu phiền, thận trọng về thân, khẩu, ý. Được rồi. Có câu hỏi nào về chuyện đó không? Về bất cứ gì? Dạ không. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Người Đài Loan phải không? Dạ. Quý vị rất tinh tấn. Tôi hãnh diện về quý vị. Xin lỗi, không có gì đặc biệt cho quý vị. Cũng nhìn thêm thôi nhé. Chúng ta là chủ nhà, không nên đòi hỏi phải không? Mà phải nên cho người khác. Chúng ta rộng lượng và hiếu khách, hãy cùng nhau làm. Đây là cách chúng ta làm. Đôi khi tôi cũng làm vậy. Nếu không có đủ, tôi sẽ đưa cho người khác. Khi không có nhiều, thì tôi đưa cho người khác, dù là đồ của riêng tôi. Người Ấn Độ cũng làm vậy. Khi khách đến nhà, họ sẽ dâng hết những gì họ có. Dù họ không có nhiều, họ coi tất cả khách là Thượng Đế hoặc được Thượng Đế gửi tới. Bởi vậy, họ sẽ dâng hết mọi thứ. Dù họ có rất ít, quý vị biết tôi đã kể chuyện về Thánh Kapia rồi phải không? Dạ. Minh Sư Kapia, Ngài còn muốn bán cả vợ Ngài để cúng dường. Các tu sĩ và người qua đường đến nhà của Ngài, bất cứ ai đến đều là khách của Ngài. May thay, Ngài có được đồ mà không cần bán vợ. Nhớ chuyện đó không? Không tệ. Quý vị không cần làm thái quá như vậy nhé. Chăm sóc tốt cho chồng hoặc vợ mình nhé. Ngài là một vị đại binh sư. Ngài khác. Những gì Ngài làm là điều rất phi thường. Vì vậy, người chủ tiệm đã hoảng sợ. Chủ tiệm rất thích vợ Kapia, bởi vì bà rất xinh đẹp. Hẳn là như vậy. Hắn thường tán tỉnh, nhưng vợ Kapia ghê tởm. Ngày hôm đó, Kapia phái vợ mình đến tiệm đó, hỏi mua chút bột mì để làm bánh chapati. Ngày hôm đó có rất nhiều khách đến thăm Ngài, có lẽ là đệ tử, tín đồ hay tu sĩ. Đa số khách là các tu sĩ ở Ấn Độ. Các tu sĩ không phân biệt quý vị là tu sĩ hay cư sĩ. Nếu họ biết rằng quý vị khai ngộ, họ sẽ đến thăm viếng quý vị. Kapia không có đủ bột mì để làm bánh chapati, nên Ngài phái vợ đi mua chịu. Vì không có tiền, bà không thể lấy được bột. Lúc đó chủ tiệm nói,
Em có thể ở lại đây với anh một đêm, thì anh sẽ cho em tất cả bột mì này mà em muốn miễn phí. Bà vợ rất phẫn nộ, quay về nhà bà than phiền với chồng mình. Capi nói chỉ có thế thôi sao, vậy mà em không đồng ý, anh sẽ đưa em tới đó. Nên ngài cõng vợ tới đó. Trời đang mưa, ngài cõng vợ để bà không bị lắm bùn. Tại cửa hàng ngài nói: xin lỗi, vợ tôi không biết gì. Bây giờ vợ tôi là của anh, xin đưa bột mì cho tôi. Chủ tiệm giật cả mình. Thứ nhất, làm sao có thể một người chồng rộng lượng và khùng như vậy? Thật ra sống trong vùng lân cận, chủ tiệm có lẽ biết Capia là một vị minh sư. Chủ tiệm không theo Capia vì vô minh, lại còn muốn vợ của ngài. Đó không phải là cách cư xử của một người láng giềng tốt. Rồi người láng giềng của chủ tiệm lại dâng vợ của mình cho hắn và đổi lại yêu cầu bột mì. Hắn thật sự hoảng sợ, bởi vì Capia rất thẳng thắn và chân thành. Thứ nhì, từ nhà của Capia đến cửa tiệm là cả một quãng đường dài. Trời mưa rất lớn, nhưng người họ không bị ướt một giọt nào. Nên chủ tiệm hoảng sợ nói: thôi nào, làm sao tôi dám? Tôi chỉ nói đùa thôi, sao tôi dám làm vậy chứ? Được rồi, xin vui lòng lấy, bao nhiêu bột mì cũng được. May thay ở Đài Loan có đủ bột, nên chúng ta không cần làm vậy. Đừng bao giờ thử mẹo đó. Không phải ai cũng tốt như vậy, hiểu không? Người Ấn Độ có thể nhận ra, người tu hành, dù họ vô minh cỡ nào, họ biết quyền năng của những người tu hành như vậy và biết phải nên tôn trọng người tu hành. Ở những nơi khác tôi không thể bảo đảm, đừng thử thế. Nếu vợ của quý vị có chạy mất thì đừng có trách tôi nha. Làm sao có thể có một người chồng thậm chí bán cả vợ của mình như vậy, chỉ để đại khách thôi.